Dưới đẹp rồi đúng không? Vừa rồi không đẹp nè. Cái đợt trước là bị giữa giữa. Ở giữa nó chạy em xíu. Chị vậy làm thấy cái trẻ là ok đúng không, hơn đúng nhưng mà tự tìm sẽ khó. Tự tìm cái bên em bị trái tay mảng đau nữa, phải là tháng đau mà còn không trái tay thì gồng được. Thực ra người khác tìm gì đó. Về à? Chị không biết, chị hỏi Thi thử. Chứ đăng là đăng Zalo rồi luôn hả? Mà chị Thi dọn dẹp đó, chị không biết coi thử. Hình cũng ré, chị không tìm nắng đào thì kia mấy cọc luôn mà. Nhưng mà cứ ngoại ngoại với ông ấy đang chấp chi vậy nhá. Chị cũng có sức chịu đựng được mới làm nghề đi được. Thử cái nói những cái thử có bỏ cục không á, người ơi mà bỏ cục là không có thuốc về là đem thụng ra cho Chí tìm kìa. Phúc tìm được mà mới thôi dễ mà. Tiêm trên bề mặt da rồi đó. Đừng có tiêm sâu rồi đó. Đừng có đưa nhiều thuốc rồi đó. Vừa mà nhiều mũi không? Nói chung là đừng có, cũng không cần phải nhiều lắm. Em thấy như vậy lên em thấy dày. Da chị tiêm kiểu như là tiêm tiêm nhỏ thì tiêm ít thuốc vô cho nó nhanh tan, chứ tiêm nhiều thuốc đó, nó lâu tan cục cục á. Với lại nếu mà nó có cái còn đỡ hơn hiểu không? Mình trong cái an toàn, mình đã hiểu ra được vấn đề. Cái tim mà mình đưa thuốc vô nhiều quá nó tan không hết nổi là nó bị sơ sơ cục. Thì cái này tim thôi. Alo. Chị Loan có bao nhiêu hoàn gì đang quan tâm đó? Có em ơi. Đâu, đang làm. Em qua nghe. Ok em. Ngủ chưa dậy? Nghe nhỏ nhẹ quá mà. Nghe điện thoại khác khi nói chuyện. Bạo lực quen.
Mình bố rồi. Ủa chứ ngủ hồi trước giờ không mùng à? Sửa xong nhà vô lấy mua mùng chụp cho khỏe em nè. Có chứ. Em hỏi vậy hả? Chị về từ đó để cho này. Là trước mua cho ông ta đồ nằm kỹ mùa một tí nữa đây. Ừ, có nữa hồi hồi sinh năm mới nhỏ kia chứ trong nằm ở đây thì đâu có dùng đó. Rồi xong. Mát máy rồi đấy. Không biết không dùng đây chứ. Tiền đi. Hầu mua vậy cho hắn được rồi tiền. Mua về mà chưa dùng. Chưa dùng kệ bà. Tiểu này kiểu không có rộng rãi thôi, chặt 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 nằm ngủ đó mà chứ đâu phải giờ em là một mình em thì được, còn chị nằm tới ba người kia à. Chị thấy chặt quá, có thể mua cho cái người khác thì mua cái người lạnh. Giờ chị phải mông treo mông ấy tường đấy chứ không nữa đang nằm ngồi cũng được luôn thì đó về gì cứ cho bác sĩ em đi trong dễ để lấy sữa đồ thôi gì chặt quá. Với lại mùng chụp nó cũng vô ngủ không chứ còn lấy ra để vô không được, vô ra chị đi ra đi vô bất tiện. Mà con mũi vô là thôi thì không có đường ra đốt cho mình đốt no luôn. Em cũng có một đêm nhưng mà chắc hai chân em 10 phát rồi giờ còn giấu luôn sản về chứ nó biết có đâu nó em nói em hỏi chị Ha đó mai mày thấy không ta ta rớt cái mà chị Loan đi rồi. Thì nói ra người ta mới biết được cái nhu cầu của mình. Người ta không dùng. Nó thấy chứ em nói thấy cũng. Mình thấy ta nhiều chuyện cũng có lợi. Tăng xin giảm mua em. Tại vì là thời buổi kinh tế khó khăn. Đúng ly. Để chặt nhà nè. Người cần thì không có, người có thì không dùng nó. Hắn đỡ chặt nhà mà em là để mình phải cái mày lo mày mua lại chứ cái chi đi. Lấy uống trà sữa gì lên. Rồi chờ răng qua lái này. Tôi về qua lái luôn.
Mở túi về qua lái luôn. Lấy em tìm đó đi. Còn cá thì em để thôi. Chu chà trời ơi, có khi mà chục nha. Không, có cái bọc riêng của hắn, không bọc. Bà này cũng giữ của cái mày. Em giữ thôi mẹ chồng em. Em giữ thôi chứ còn cái môn mà không cần thiết nữa thôi em thích. Vì nó còn mới nên em thích. Còn bà giữ đồ của ông chồng em mà trời ông ta còn dùng được rồi biết rồi. Đồ chi mua giá nữa. Ừ, đồ chi mũ, đồ chị biết không? Cái đồ mà nó còn mua đồ đắt tiền luôn. Chị mới đăng kia. Mà về bằng ca cái mũ đồ mà lâu cho em lên đồ ông ta còn mang được kìa. Từ lâu cho ông mang đó. Ừ, cái ông mua đi. Sả ngang luôn á. Là cái nhà kho à, rớ thì nó cũng gần gần như mẹ chị đó. Cái đồ mà kiểu như đồ mà tốt mà đẹp kia. Giữ hầu chứ không phải là mẹ chị thì cái chị cũng để rửa rồi hầu em cất chứ đừng chị. Có dùng tới đâu. Tí chứ. Không lỗ thời nha, chữ ca má cũng không lỗ thời nha. Nhưng mà hay nhé. Vậy mấy cái món đó giỏi. Chị lâu đó ba lô hình mà chú Thỏ ôm trên ba người nữa ghi từ lâu cháu mang đi học kìa. Có nè đúng là nồi đồng cối đá thiệt luôn hệ rồi cha chi con nối ông Lượng là năm nay bao nhiêu rồi? Hai mái là có thể 27 28 29 rồi. 28 29 29 nó 29 là 29